Rồi quý vị ơi, tiếp theo là mượn cái clip này á, bonsai là 573 là quay cho riêng cho các anh sĩ nha, ở ngoài Bình Dương nha, rồi ở Đồng Nai nha, Biên Hòa nè. Anh sĩ ơi, vô đây xem nha anh sĩ, mấy cái này thuộc cái dạng lùn không này nha anh sĩ. Đó, cái thằng mà kim hồi xưa về gọi là lùn rồi đó nha, chứ không có lùn nữa đâu nha. Siêu dài về làm gọt cái bầu nhỏ xíu như cái chén vậy đó, vô cái chậu nhỏ xíu chơi. Cây số 1, đây cây số 2 nè, cũng lắc léo rồi không à nha, cành nhánh đầy đủ hết rồi, 350 một cây nha anh sĩ. Rồi hai cây này, còn hai cây nữa, rồi xuống đi, bây lưa hai cây nữa lên. Rồi tiếp theo này nha anh sĩ, cây số 3 này nha anh sĩ, đây là cây số 3 nè, tới cái viết coi ghi cây số 3 đây đi. Rồi ha, đây cây số 3 nha anh sĩ đó. Rồi cây số 3 đây, đồng giá hết 350 nha anh sĩ. Đây cây này cây số 4 đó, ở ngoài nhìn nó rõ, nó đẹp hơn ở trong hình nha, ở trong hình này, ở trong video quay nó không có rõ bằng ngoài đâu đó. Cái này là lùng lực không đó nha, đó về có gì mà thiết kế lại mày chơi chặt chém gì đó chơi lại, chứ còn không có như ý mình được đâu. Rồi đây trên quay xuống cho xem luôn đó. Rồi đó, bốn cây đó, muốn lấy cây nào lấy nha anh sĩ, 350 một cây. Nãy mà 1, 2 rồi, này số 3, này số 4. Rồi thôi, kết thúc 7 giờ rồi, bữa nay tối quá rồi, vô con ơi.